tròn chướng nghiệp Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Kính thưa toàn thể chư quý vị, đây là bốn câu giảng này nó hàm chứa rất là ý nghĩa thâm sâu trong đó đó quý vị. Bởi vì nhân sanh là ý chỉ cho con người chúng ta được sanh ở cõi đời này, nó rất là quý báu rồi đó. Vì gì Đức Phật cho biết đó, là được làm người là khó rồi, nay được có. Nó như vậy là nhân sanh hiếu nghĩa là bổn phận chúng ta phải có cái sự như ví dụ cha mẹ ông bà mình còn sống ở trên đời thì mình phải gắng cố gắng làm bổn phận hiếu. Bởi vì lời Đức Thầy cũng có cho biết đó quý vị, dạng mười ơn mới đạo làm con lúc sinh sống chớ nên phụ bạc. Bởi vì Đức Thầy Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, lễ kính Đức Thầy. Kính thưa đội Úc đại diện gia đình, cũng như kính thưa chư quý vị các cao niên lão thành, trong đó chư quý vị đồng đạo hiện diện kính mến. Thì hôm nay nhân dịp cũng là vào ngày Quý Mão, cũng là ngày làm tình giáp năm cho cháu trong gia đình, đó là Nguyễn Thị Thắng, 31 tuổi đó quý vị. Thì hôm nay chúng tôi cũng có cái nhân duyên từ Chợ Mới, chúng tôi cũng đã đến đây thì để trao đổi qua những giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ và Đức Thầy chúng ta. Thì hôm nay để bàn luận với nhau thì chúng tôi cũng xin kính các Phật Lão Thành cũng như chư quý vị đồng đạo, chúng ta có một cái câu hỏi nào nằm trong giáo lý của Đức Thầy thì để mà trao đổi với nhau, thì chúng tôi biết được bao nhiêu thì chúng tôi đã trả lời với quý vị bao nhiêu. Còn nếu quý vị mà không có câu hỏi thì để tôi xin hỏi bốn câu hỏi đồng đạo để mà để ngày kỷ niệm ngày tình hôm nay. Thì nếu mà làm tình hôm nay đó, thì Đức Thầy có nói là phụ hề sanh ngã, phụ hề khúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã, phụ lao dục báo thanh năng nhị tiên dẫn cực. Thì đối về cái chuyện mà con thì đối với cha mẹ mà hôm nay thì cha ơn sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên, hành thiện tri kinh thị sĩ hiền, kiếm huệ phi tiêu đoàn chứng nghiệp, Phật tiền hữu dịch năng nhiên. Thì chúng tôi xin kính mời đồng đạo Bút để giải trong bốn câu nhân sanh hiếu nghĩa. Thì kính thưa chú vị, thì đồng đạo Bút thì lên diễn đàn quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn quý vị. Kính mời đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa quý vị và các bậc cao niên, các bậc lão thành và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, các tôn giáo bạn kính mến, thì hôm nay cũng được nhân duyên lành trở về nhà của huynh Úc để trước thì cầu siêu độ cho người quá cố, rồi sau thì chúng ta gặp nhau để cùng nhau bàn với luận đặng coi chân lý lậu cơ chờ thiên ý bày ra. Như vậy thì hôm nay đồng đạo cũng có nêu lên bốn câu giảng là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên, hành thiện chi kinh thị sĩ hiền, kiến huệ phi tiêu đòn chướng nghiệp, Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Kính thưa toàn thể chư quý vị, đây là bốn câu giảng này nó hàm chứa rất là ý nghĩa thâm sâu trong đó đó quý vị. Bởi vì nhân sanh là ý chỉ cho con người chúng ta được sanh ở cõi đời này, nó rất là quý báu rồi đó. Vì gì Đức Phật cho biết đó, là được làm người là khó rồi, nay được có. Nó như vậy là như thầy đã nói hết trơn rồi quý vị. Cho nên á, không có nói chi xa giờ. Vì gì Đức Thầy có nói lúc này thế giới bi ai chẳng nói vắng dài Phật nọ tức tâm. Tức là bây giờ mình chỉ thẳng vào trong cái giai đoạn mà ma với Phật luôn. Mà Đức Thầy có nói trong cái đoạn này nè quý vị, bây giờ mình muốn làm, nói chung ra cái sự tu mình không có gì khó nghe quý vị. Muốn làm thần, làm thánh, làm tiên, làm Phật, theo như thường thường mình nói ra thì nói là nó rất khó, nhưng mà thực tế ra không phải là khó nghe quý vị, không có khó quý vị. Bây giờ muốn làm thần là mình phải làm y như lời của ông thần là ai quý vị? Ở đây quý vị chắc biết là ông Nguyễn Du Trực rồi đó. Bởi vì Đức Thầy có nói trong đoạn giảng này nè,
dầu không thi siêu cũng đặng về thành, nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Như vậy thì Đức Thầy chúng ta cho biết, nếu mình làm như ông thằng, tức là ông Nguyễn Trung Trực đó quý vị, thì như vậy là mình về thành. Còn bây giờ mình muốn về thánh, bây giờ về thánh là gì quý vị? Nói cho mau nữa là Đức Thầy cũng có chỉ luôn, nếu như chúng ta làm được như vậy thì mình sẽ về thánh. Đức Thầy nói chỗ này nè quý vị, tức là mình ở cõi trần này nè mà mình không mê nhiễm. Bởi vì Đức Thầy nói là cư trần bất nhiễm là người thánh, tức là mình không còn nhiễm cái cảnh trần này là mình thánh, chứ còn gì nữa quý vị. Nếu mình còn nhiễm là mình còn phàm nha. Cho nên cư trần bất nhiễm là người thánh lãng tục, đừng mê với chứng bậc hiền. Như vậy thì đây là hai cái giới rồi đó quý vị. Hai cái giới này dễ, chứ có gì đâu khó. Mà nếu mình còn nhiễm thì mình còn phạm, còn mình không nhiễm thì mình thánh, thấy không? Rồi bây giờ giới thứ ba nữa là gì? Muốn về tiên đó. Cái này quý vị ơi, muốn về tiên là dễ lắm quý vị, không có gì khó nữa. Tại sao vậy? Về tiên thì mình làm gì? Làm phước, phước nhiều tiên cảnh lên dài. Như vậy là mình làm phước thì sẽ được về tiên. Thì bây giờ trước mắt là mình làm phước mình mới hưởng được phước nè, mình mới về sống cái cảnh tiên. Nhưng mà khi mình không tu thì mình rớt, mình đọa lại nữa nghe quý vị, đọa làm người nữa là nghe. Cho nên Đức Thầy có nói đoạn này nè: đồ lao muôn lánh sớm nghe ta, bố thí chỉ trái dự giới mà Phật đạo trao rồi tâm tánh lại giác thiền chiên chở lúc can qua. Can qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn họ, tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ, quan cầu đến đo ấm cùng no. Như vậy thì mình sẽ làm như y lời thầy dạy, thì chúng ta là phước nhiều tiên cảnh lên dài, tội nhiều thì xa đọa nhiều ngày thánh tê. Thì hôm nay mình làm phước đầu lao muốn lánh sớm nghe ta, là muốn lánh khỏi ba đường khổ này, thì phải làm y như lời thầy dạy, làm hết các việc từ thiện, tránh những điều độc ác và quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Thôi bây giờ mình nói gọn vô nữa là có một vị hỏi Phật ở đâu. Có nhiều người không tin Phật, phải không cô? Có nhiều người ta nói không tin Phật là có nhiều người, nó không phải một người nha. Bởi vì cái người hiểu đạo là ít lắm. Cô thấy bây giờ mấy cô nói như ở đây là cái gì, xã gì cô? Ở đây nè, ở đây là cái gì, kêu bằng cái gì chờ chú Út ở đây á? Vĩnh Bình mình đó. Thì cô nhìn đi ha, cái này mình xin quan hỷ chút nha. Nhìn từ đầu trên tới sớm dưới coi, coi coi ăn chay được bao nhiêu người. Ít lắm, không bao giờ thấy luôn đó quý vị. Cho nên á, là Đức Thầy chúng ta cho biết á, cái này mình hơi nói cho vô sâu chút nghe quý vị. Là một vị đó hỏi Phật ở đâu, ông chỉ tôi mới tu. Thôi, ông hỏi câu độc đáo quý vị. Hỏi ông thấy ông Phật thiệt không, rồi tôi mới hỏi ngược lại đó. Bây giờ mình hỏi ngược lại một cái nha. Hồi xưa giờ ông có khi nào mà tổ tiên ông bà cha mẹ mà sanh ông ra đó, ông có biết ông cố như là ông cố của mình không? Cái ông mà hỏi đó, ông hỏi ông gì chứ, ông có biết ông cố ông nói không? Thì thôi bây giờ tôi chỉ cho ông thấy luôn. Bây giờ mình chỉ cái thực tế luôn nghe quý vị, dễ hiểu lắm. Phật ở đâu? Thường thường ta nói Phật ở trong tâm. Nhưng mà tâm mình là cái gì? Nếu tâm mình thiện là mình Phật đó quý vị. Còn tâm mình ác là mình ma đó quý vị. Cái này thực tế luôn, chỉ cho nó rõ ha. Bây giờ tôi nói thí dụ thôi, quý vị nào mà có làm một giám đốc hay gì đó mà mướn người đầy tớ về làm đó ha, mà lỡ bể đồ bể đạp gì đó mà đem ra mà bắt đầu chửi mắng hay là nặng nhẹ đó, đó là cái gì quý vị? Là hung dữ đó, là ma. Đây là mình nói thẳng luôn đi ha, cho nên là chân chánh hình như nói sỏ mà không không nào có biến đời, thấy lạc lầm khuyên nhủ ít lời, chớ nào có ngạo chi tăng chúng.
coi tâm kệ làm theo mới chúng, bởi lạc lầm ngã 12. Nam mô A Di Đà Phật. Coi tâm kệ làm theo mới chúng, để lạc lầm lắm bớ tăng đồ. Như vậy thì mình coi theo cái lời thầy dạy đó quý vị. Đây bắt đầu á, Đức thầy nói nè, chỉ ngay vào chỗ đó luôn. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Mình làm ác là cái gì? Thường thường ta nói á, cái thằng đó đó nó chạy xe á, chạy dù thằng đó thứ gì đâu á, quỷ cái gì chạy xe chạy dữ gì, phải không quý vị? Y gan cái gì đó chứ không gì á. Còn á là mấy cái nhóm mà tập tụ đó là cái gì nè, ở thị thiền đua trang sướng khởi, những tuồng hư cho bọn gái lẫn trai, nào hút phúc huyện hội ve chai, nào chùm đỉ ma cô nghề hút máu, ai để mắt xem đời chu đáo, khỏi than dùm dân tộc hư hèn, diện áo quần son phấn lắm trang, miễn cho được mình lên xe xuống ngựa. Như vậy thì quý vị biết đó, đây là lời Đức Thầy đã cho biết là vì lòng từ bi ngài mới lâm phàm xuống đây. Là ngài nói thằng gắng sức ra công khuyến dỗ, dình thuần phong mỹ tục của lòng tiên, tập ở ăn theo nó thánh hiền, lòng tu tỉnh dòm Phật tiên nói chí. Như vậy thì quý vị nên nhớ rằng đó là Đức Phật đó, là nói bây giờ Phật chỉ cho mình biết luôn. Còn cái người mà không tin Phật đó, Đức Thầy có viết một đoạn này rồi quý vị nghe nghe quý vị. Đức Thầy nói trong cái đoạn bài Trắng Tinh Tấn đó, thầy nói chỗ này nè, là cho nên là phái vô thằng luận thường cho rằng thân xác tức là con người, thân còn người còn, thân mất người mất, không có thánh thần trời Phật, không có quả báo luân hồi, cũng chẳng có tội có phước có vía có hồn. Đời là thân xác con người, sống là tranh đấu mạnh được yếu thua. Thế nên biết bao nhiêu mánh khóe gian hùm, bao nhiêu ngón điêu ngoa xảo trá, bao nhiêu tàn bạo ngược ngang đều được đem ra dùng cả thảy. Cho nên đây là cái người mà không có biết tin trời Phật, đó là cái phái vô thành. Bởi vì họ nghĩ rằng họ chết là hết. Cho nên nếu mà hang không tin trời Phật thì tới chừng đó là chốn âm ti ngang, ngu đầu mã diện, tới đó mình mới thấy đang trong ngày tới số bắt hồn, cõi âm thần bệnh xối dịch ôn, chờ mãn phước ra tay bẻ họng. Như vậy là quý vị ơi, tới mãn phước rồi là ra tay bẻ họng, tại vì không có tin chào Phật. Cho nên vì lẽ đó mà mình không biết niệm Phật nè. Nhưng mà nghe nghe quý vị, Đức Phật nói nè, Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà. Khi mà mình bị là khi mà tới mà cái mạng chung rồi đó, rớt xuống dưới địa ngục đó hen, thì mấy vị vô có phán quan nha, sử bắt đầu nói người này nè, ở trên dương thế đó là biết làm phước nè, biết lo niệm Phật nè. Ông Diêm Chúa đó ổng cho lên cái chỗ là đi lên trên lợn. Còn cái người không biết đó hen, là ngục tốt đâu, đem nó vô giam, nó vô hành hình, lúc đó nào là chĩa giờ chảo dầu sôi dầu mục, nào là chĩa ba đó hen. Lúc đó mình mới thấy ghê. Đây nè, thôi tôi kể mẫu chuyện, sẵn hôm nay là ngày làm từng mẫu chuyện này, đừng kết thúc cái đề tài nha. Ông Nan Đà đó quý vị, ông đi lên trên địa ngục, tức là ông gặp được Đức Phật đó. Mấy Phật đó, cái này là mình kể tắt ngang nha, đúng ra là mình kể cái câu chuyện nó rất là hơi dài, nhưng mà tôi tóm gọn lại. Khi lên trên cung trời đó lợn, dắt đi trên trời, trên cái cảnh trên đó thì cảnh tiên phải không? Thì Nan Đà hỏi, ủa sao bên đây mà thấy tiên nữ không mà không có tiên nam? Phật mới nói đâu ông lỡ, ông hỏi thử coi. Quay ngang hỏi gì chứ là tiên nữ mấy cô sao không có tiên nam? Cái đầu nói ở đây thì chúng tôi ở đây chờ Nan Đà đi lên để làm tiên nam. Ông mới chỉ vào ổng nào, nói đây Nan Đà đây. Cuối cùng lỡ đó quý vị ơi, tiên nữ nói không, Nan Đà ở dưới có tu. Bắt đầu mình nói cho mau, mới trở về Phật, mới dẫn về xong cái ông ngồi, ông niệm Phật, ông ngồi ông thiền định đó, thì ông quán mấy cô tiên ở trên trời không à. Ông quán chảnh là cô tiên quá đẹp rồi, bởi vì lúc đó Nan Đà dưới này là có là coi như là vợ cứ vợ mà vừa xong mà nhớ mấy cô tiên đó chứ không có nhớ vợ. Quay ngang Đức Phật biết tâm niệm, ông mới dùng ông thần thông đó mới đưa ông xuống dưới địa ngục.
đưa xuống địa ngục thì tới đây. Quý vị ơi, câu chuyện này quý vị mình cô ba ơi, câu chuyện này hay lắm này nha. Cái lúc mà đưa xuống địa ngục đó là ông Nan Đà vừa dắt ông á đi xuống tới dưới rồi phải không, là bên đây gặp cái ngạ quỷ đang cười, bên đây ngạ quỷ khóc, tức là mình nói cho mau nghe, gặp rồi ngạ quỷ khóc. Cái tự sau mà Nan Đà mới hỏi Phật sao mà bên đây ngạ quỷ mà khóc mà bị nhốt mà coi như là kêu tôi cứu quơ quơ. Quý vị có coi phim không, dòng những cái hồn ma nó quơ gì nè, cứu tôi đó quý vị ơi. Rồi nào là hành phạt chảo dầu sôi ùng ục, nào là chĩa ba nó sơm nghe cô ba ơi, chứ này mình gán chứ không còn gì, nó sơm nghe. Rồi bắt đầu đi tới đó đó, gặp cái ngạ quỷ mà cười vui giỡn được thông thả. Cái Nan Đà cũng hỏi nữa, hỏi ủa sao kỳ Phật, bên đây ngạ quỷ bị những cái linh hồn nó bị nhốt, bên đây ngạ quỷ những linh hồn này được thông thả. Bắt đầu Phật mới nói á, những linh hồn này đó là con cái ở trên này đó, nó biết tu hiền, nó không ăn chơi nhậu nhẹt. Quý vị ơi, tôi là cái người hồi đó ăn chơi nhậu nhẹt nè, đúng ra hồi đó ông bà tổ tiên tôi đâu có mà hiểu biết tu hiền gì đâu, nhưng mà khi mà mình thấy đó là gia đình tổ tiên mình hồi đó giờ đó quý vị không có ai tu hiền hết, nhờ mình nghe câu chuyện này mình thấy mới ghê đó quý vị. Về như vậy là bắt đầu á, là quý vị biết đó hen, khi mà ông bà tổ tiên mình ở dưới được thả đó là ở trên này mình hàng ngày cúng lại nè. Cái bài mà đức thầy dạy mình đó quý vị là Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Củ Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh đó, thấy không? Như tam Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương đó. Như vậy thì đây là cái những cái bài này để chỉ cho mình là cúng lại. Có nhiều người á rủ đi núi phải không, cái anh em nói sao không, tu đâu tu bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Thời nghe câu này tôi cũng nói giống y hệt gì đó quý vị, hồi lúc chưa tu đó bác, cái tôi nói tu đâu tu bằng tu nhà, thời cha kính mẹ hơn là đi tu. Mà ở nhà tôi nhậu tối ngày, tôi nhậu cái bà già tôi, bà lỡ bà nói con ơi con về làm tiếp má này, con ơi bà về đi. Tôi còn nạt gì nữa đó quý vị, biết tôi biết tội tôi dữ lắm rồi. Cái tội này là tội gì, tội bất hiếu chính đệ nè, đệ còn đuổi mẹ đệ về luôn đó, để nó bà về đi. Mà chỗ người ta nhậu nhẹt mà bà cứ kêu hoài thì về hồi người ta làm, mà mấy thằng bạn nó kêu cái mình lợi, mà mẹ cha mình kêu cái mình nạt ngang, rồi nó trọng bạn hơn trọng mẹ, mà nó thờ cha kính mẹ mà chính đệ nè, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Mà ở nhà mình có thờ mình có kính không, tối ngày mình ăn chơi nhậu nhẹt bê tha, rồi bắt đầu cái mình về mình chửi cha mẹ mình đó, là mình còn môi móc đủ thứ đó, coi như muốn cần cái gì tiền bạc hay gì là mình đòi cha mẹ mình trả không. Đây sẵn nói nghe quý vị, có khi nào quý vị nè, tôi thấy đây có mà không, bây giờ mình chỉ không có chỉ tên người này nè, dám cầm cho con 30 công đức, có khi nào hồi đó giờ cái có cái pháp nào mà con mà cho cha mẹ đắc không quý vị? Không bao giờ có, ít lắm. Rồi có khi nào mà bởi tại sao mà con mà nuôi cha mẹ đó, cha mẹ thì nuôi con á thì biển hồ lai láng, mà con nuôi mẹ đó thì tính tháng tới ngày. Tôi nói đây chứ không đâu xa tôi nè, hồi đó tôi làm ở thành phố đó, tôi nói thiệt chú quý vị đó ha, mẹ cha tôi nuôi lớn lên mà tôi cầm có 2 triệu bạc tôi cho mẹ, mà tôi về tôi kể hoài có 2 triệu đó mà tôi kể hoài. Tôi nói bữa hổm cho bà 2 triệu mới đây hết cái hồi cái bà hết, lâu lâu cái bà hết tiền đó. Bữa hổm kỳ đó cho 2 triệu rồi kỳ sau cho thêm 1 triệu nữa mà mới đây hết trơn rồi. Thấy không quý vị? Cho nên nói thiệt với quý vị đó nghe, là hôm nay Đức Thầy nhờ Đức Thầy mình ra đời dạy nghe quý vị. Nếu Đức Thầy không có ra đời dạy là cái cõi đời này đó quý vị ơi, gọi là không phải mình nói nghe nó tồi tệ luôn, tồi tệ luôn. Quý vị biết đó ha, là tôi khi mà tôi nghĩ lại tôi nghe Đức Thầy nói một câu nè, câu này thôi quý vị, đi trên núi đó nghe mấy ông sư huynh trước đó, là như Bác Tư Bác Út đồ nè đã rồi đi á, đọc lên đoạn giảng này nè quý vị. Lo ăn xài trà rủ sinh toàn, chừng khổ não phàn nàn căng số. Như vậy là mình lo ăn xài trà rủ sinh toàn, từng khổ não phàn nàn căng số mà thiệt.
đệ hồi đó nè, nói thẳng bữa nay hơi khui cái da xấu của mình chút nha quý vị. Nè, bây giờ chó, heo, nói chung bò mình chưa giết nha, nhưng mà mình thấy nha, chó, heo, còn gà thì thôi khỏi nói, cắt cổ như bẻ cây. Còn vịt đó ha, đập đầu không mà nước chui luôn quý vị. Còn cá lóc á, thụi vô, xui, thôi không có thể bao nhiêu. Còn cá đó ha, cỡ thắt nước ra đó tôi ủ không biết bao nhiêu khủ hữu da bò. Như vậy là cái tội tôi quá nặng rồi, không biết thể nào mà trả được. Nhưng mà nghe được cái giáo lý của Đức Thầy rồi đó quý vị, là bắt đầu tôi giác ngộ, tôi tu liền. Là gì? Nhờ cái giáo lý của Đức Thầy chỉ đường cho mình. Là hồi trước tới giờ mình tạo tội quá nhiều đi, nhưng mà hôm nay đó, nếu như mà mình giác ngộ, mình tu hành đó, thì mình được ăn xá xả tội nha quý vị. Vì kỳ này Đức Thầy cho biết là kỳ xả tội, nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Như vậy là gặp giảng kinh chẳng cứ làm ngơ, chồng bông kiển thì giống chi hưởng ấy. Thì hôm nay đó quý vị, là Đức Thầy cho biết kỳ này là kỳ ăn xá xả tội rồi. Cho nên á, mình phải gán tu quý vị ơi. Bởi vì ăn thua mình làm ác cỡ nào mà hôm nay mình trở lại con đường giác ngộ nè. Là Đức Phật nói nè, đua một lòng làm bảo làm sằng, ai mà xét đến năng năng, hoài đầu hướng thiện thì bằng tăng dắt dùm. Cho ông chàng khó tay đi cô ba. Ai mà quay đầu hướng thiện thì bằng tăng dắt dùm, chứ còn gì nữa phải không? Thôi thì hôm nay đó quý vị, mình gán đi, trở lại đi. Trước có tu nha, ba cúc nghe câu này nè. Trước có tu, sau không tu, Phật không cứu. Còn trước mình không có tu, sau này mình tu, Phật cứu. Ví dụ bác Út mà nghĩ nửa đường chừng nghĩ tu thì lúc đó rớt rồi chứ. Ngục môn đầy quỷ vô thường, dắt hồn kẻ bạo diêm dương lực chân. Nhớ chuyện này bác cháu huynh đệ chúng ta đều tu nha. Tu kiếp này là còn kẹp nghe quý vị. Thấy không? Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ chừng, đối đầu khó kiếm niên khùng cứu lương hiền. Chẳng cứu người hung kẻ gian ác, đến sao tiêu diệt đời cùng tu gấp kịp, thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non, Phật thương bổn đạo như con. Muốn cho bốn đạo lòng son ghi lời, để sao đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Tới đây cũng dứt giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới màu. Nam mô lòng sở nguyện cầu, chúc cho ba tánh mùa sầu tiêu tan. Và Nam mô A Di Đà Phật, cầu chúc cho toàn thể chư quý vị hôm nay được tinh tấn tu hành và đồng hành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.